Kính chào quý vị đang đến với chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, các hiệp định thương mại tự do FTA được kỳ vọng là đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Đây là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ FTA. Tuy nhiên thì để tận dụng những cơ hội của các FTA, ngành dệt may còn nhiều thách thức. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn về những thách thức này và tìm giải pháp để tận dụng cơ hội, những lợi ích từ việc tham gia các FTA và từ đó thúc đẩy xuất khẩu của ngành. Theo Bộ Công Thương, hiện có 10 FTA mà Việt Nam đã tham gia và được thực thi. Tương lai gần có 3 FTA rất lớn nếu được phê chuẩn và có hiệu lực, thì ngành dệt may là một trong những ngành được hưởng lợi lớn nhất, gồm CPTPP, FTA Việt Nam-EU và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Đối với ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi cũng cho rằng là cái cơ hội mà từ CPTPP mang lại đó là cái việc mà sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là sang một số những cái thị trường mà hiện nay chúng ta cũng chưa có cái ký được cái FTA. Ví dụ như là Úc, ví dụ như là Canada, Mexico và Peru. Khi mà Việt Nam tham gia CPTPP ấy, thì dĩ nhiên là khách hàng từ các nước phát triển muốn chuyển đơn hàng từ các nước mà không thuộc CPTPP sang Việt Nam. Chẳng hạn như tôi muốn chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam để được hưởng cái ưu đãi về thuế nhập khẩu hàng Việt Nam vào Úc chẳng hạn. Ví dụ như vậy, Nhật Bản cũng như vậy thôi. Theo các chuyên gia trong ngành dệt may, nếu tất cả các FTA hiện nay và sắp tới của Việt Nam chính thức có hiệu lực, khoảng 80% hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam tới Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể được hưởng ưu đãi thuế quan, tạo lợi thế đáng kể so với các quốc gia xuất khẩu dệt may khác. Nếu như mà giải quyết được cái vấn đề về ký cái hiệp định EVFTA ấy, và song song với đó là cái nguồn cung cấp vải của Việt Nam nó được cải thiện ấy, thì chắc chắn là đây là một sự bùng nổ mà tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp chúng tôi chẳng hạn thì có lẽ là phải gấp 2, gấp 3 lần. Chúng ta sẽ có một cái lợi ích rất lớn ấy, là hiệp định thương mại này nó sẽ tạo ra một cái sân chơi có tính toàn diện hơn, cởi mở và rộng mở toàn diện. Rồi nó có vấn đề thứ hai ở đây là nó sẽ có một cái quá trình vấn đề là đến cái khi mà hàng rào thuế quan chúng ta sẽ về bằng không. Đấy. Vấn đề thứ ba là vấn đề nó tạo ra cho một cái lực hút cho các cái nhà đầu tư bên ngoài vào Việt Nam về cái phần cung thiếu hụt như là vải, phụ liệu may. Trong những năm vừa qua, các hiệp định FTA giữa Việt Nam và các nước trên thế giới được ký kết và có hiệu lực đã tạo điều kiện và cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới. Cụ thể, với hiệp định FTA Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015, xuất khẩu dệt may từ Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2016 tăng 9,5%, năm 2017 tăng 11,8%. Ngoài ra, hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016 đã góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Nga tăng trưởng mạnh, năm 2016 tăng 30% và năm 2017 tăng 56%. Việc thực thi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc tháng 11 năm 2004 và biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam-Trung Quốc tháng 7 năm 2005 cũng giúp cho kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Trung Quốc đã có bước cải thiện rõ rệt. Cụ thể, năm 2015 tăng 22%, năm 2016 tăng 20%, năm 2017 tăng 21%. Theo lộ trình các FTA đã ký thì trên 90% dòng thuế ở nhiều mặt hàng sẽ về 0%, trong đó có dệt may. Để được hưởng lợi từ các FTA, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Trong đó, thách thức lớn nhất của ngành dệt may là phải đáp ứng quy tắc xuất xứ. Quy tắc xuất xứ luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các FTA. Nếu như trong Hiệp định ASEAN với các nước trừ Hàn Quốc, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đều có quy tắc xuất xứ từ vải, thì với TPP, quy tắc xuất xứ là từ sợi. Theo lộ trình, thuế xuất hàng hóa sang các nước là thành viên WTO sẽ giảm mạnh về mức trung bình từ 5 đến 25%, còn thuế xuất trong các cam kết FTA chỉ từ 0 đến 5%. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi thuế từ các FTA Việt Nam đã ký, thì hàng hóa của doanh nghiệp phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ, được quy định riêng của mỗi FTA.
Thế nhưng đáp ứng quy tắc về xuất xứ là cực kỳ khó cho doanh nghiệp nội. Cho đến bây giờ chúng tôi chưa thể tìm được một cái nguồn vải nào nó có thể phù hợp cho cái thị trường châu Âu của chúng tôi. Cũng rất may là châu Âu thì người ta chỉ yêu cầu xuất xứ từ vải chứ không từ sợi như CPTPP. Nhưng mà chỉ như thế thôi chúng tôi cũng chưa đáp ứng được. Hàng năm ngành dệt may trong nước cần khoảng 10 tỷ mét vải, nhưng với năng lực và công nghệ yếu, Việt Nam chỉ sản xuất được khoảng hơn 3 tỷ mét vải trên một năm. Cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp ngành dệt may, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp may chiếm đến 70%, trong khi doanh nghiệp dệt chỉ chiếm 17%, kéo sợi 6%, nhuộm 4% và các doanh nghiệp phụ trợ 3%. Hiện nay thì chủ yếu của chúng ta ngành dệt may là tập trung vào lĩnh vực gia công ở các công đoạn từ cắt, sửa hàng may. Thế còn các yếu tố đảm bảo về nguyên phụ liệu, ví dụ như là sản xuất ra sợi, ra vải, dệt nhuộm, sau cái khâu sản xuất đó là cái khâu mà tiếp thị, xây dựng thương hiệu, thì đấy là tất cả những khâu chúng ta còn đang rất là yếu. Và đấy lại là chính là những cái khâu mà đem lại những cái giá trị cao cho một cái sản phẩm dệt may. Có tới 80% nguyên liệu sợi, vải phục vụ cho ngành dệt may Việt Nam phải nhập từ nước ngoài, phần lớn là từ Trung Quốc, không phải là thành viên của TPP. Theo số liệu thống kê, nguồn vải nhập khẩu trong khu vực CPTPP hiện chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam. Trong hiệp định CPTPP thì cái điểm đặc điểm nổi bật rõ nhất về quy tắc xuất xứ đó là cái quy tắc gọi là 3 công đoạn. Hay nói cách khác, đó là cái yêu cầu nó mang tính chất là ngặt nghèo hơn về quy tắc xuất xứ, đòi hỏi nhiều các cái yếu tố đầu vào của một cái sản phẩm dệt may nó phải sản xuất trong khu vực của các nước CPTPP. Và chúng ta cũng biết là trong khu vực thì những cái nước mà sản xuất các cái nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may thì không có nhiều. Đấy, ví dụ như là có Malaysia, Mexico, đấy thì những cái nước đó không phải là những nước cung cấp nhiều nguyên liệu cho CPTPP. Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được quy tắc ưu đãi xuất xứ hàng hóa từ các FTA còn thấp dưới 40%. Việc này đồng nghĩa với hơn 60% số hàng hóa còn lại phải chịu thuế cao hơn 5%. Thuế cao sẽ khiến doanh nghiệp Việt Nam giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và lợi nhuận. Ngoài ra, khi tham gia vào các FTA, ngành dệt may còn nhiều thách thức làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Có lẽ điểm yếu nhất chính là quan điểm mà bây giờ chính phủ và toàn bộ các doanh nghiệp đang nói, đó là 4.0. Nói đến 4.0 thì nó có vẻ là rất là hàn lâm, nữa rất là ghê gớm, nhưng mà nôm na là một cái sự tư duy logic và một cái khai thác nguồn lực của nội tại các doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều đang thiếu. Năng suất lao động hiện của Việt Nam vẫn thấp thì Việt Nam cần phải cải thiện để góp phần giảm giá thành sản phẩm hơn nữa. Nếu các cộng đồng doanh nghiệp chúng ta không có một cái tầm nhìn trong xây dựng cái chuỗi liên kết thì chúng ta sẽ không lấy được cái lợi ích từ hiệp định này. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta không có một nguồn lực tốt đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của các cái hiệp định thương mại. Nguồn lực ở đây nó có 3 nguồn lực chủ đạo. Nguồn lực thứ nhất là nguồn lực về liên quan đến vấn đề những người làm thương mại, những người làm thị trường, hiểu được hiệp định thương mại và có được cái khả năng đọc, hiểu và khả năng đánh giá phân tích được cái thách thức của trong các cái điều khoản hiệp định thương mại. Cái vấn đề thách thức thứ hai là thách thức về cái gì? Thách thức về vấn đề công nghệ. Bởi vì nếu chúng ta không tập trung đầu tư cho công nghệ, không đầu tư chuẩn mực trong cái phát triển công nghiệp dệt may bền vững ấy, thì chúng ta sẽ không có khả năng cạnh tranh được. Cái thách thức thứ ba là thách thức liên quan đến vấn đề là các cái điều khoản trong hiệp định thương mại ấy đòi hỏi từ rang forward, cho nên là hiệp định thương mại CTP thì cần phải có từ sợi, dệt, nhuộm, may ở Việt Nam. Và như vậy phải đạt được các cái chuẩn mực của họ. Chi phí logistics cao cũng đã làm giảm tính cạnh tranh của hàng dệt may so với các nước trong khu vực. Theo báo cáo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm tới 9,1%, ước tính khoảng 2,79 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với Thái Lan 6%, Trung Quốc 7%, Malaysia 12% và cao gấp 3 lần Singapore. Hiện nay, chi phí này đang chiếm 30-40% giá thành sản phẩm, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 15% ở các quốc gia khác. Bộ Công Thương nhận định từ thực tiễn hội nhập những năm trước đây, nếu Việt Nam tận dụng tốt cơ hội khai thác thị trường, thực thi cam kết hội nhập gắn với nền kinh tế một cách chủ động thì sẽ hội nhập một cách thành công. Vậy làm thế nào để vượt qua những thách thức, tận dụng cơ hội, những lợi thế từ việc tham gia các FTA, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cho ngành? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình.
Muốn hưởng các ưu đãi về thuế suất, doanh nghiệp buộc phải tìm nguồn nguyên liệu trong nước. Điều này đòi hỏi công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam phải được chú ý nhiều hơn. Để tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may về nguyên phụ liệu, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng nhà nước nên khuyến khích các nhà đầu tư chọn đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam còn thiếu và yếu nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng giá trị sản xuất của Việt Nam. Từ vải thô chưa tẩy trắng thành vải hoàn thiện, Việt Nam cần một quy trình phát triển dệt nhuộm tại các địa phương thích hợp. Việc hình thành những cụm công nghiệp dệt nhuộm cũng sẽ giúp tỷ lệ nội địa hóa giảm thiểu chi phí. Hiện nay thì chính phủ cũng đang tập trung hỗ trợ cho ngành dệt may thông qua việc là xây dựng một cái ngành công nghiệp hỗ trợ để làm sao là chúng ta có thể tận dụng được các cái quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là như hiệp định CPTPP đó thì quy tắc xuất xứ nó rất là ngặt nghèo. Mặt khác ở cái khâu mà sau sản xuất thì tập trung xây dựng các cái thương hiệu và tham gia vào các cái chuỗi phân phối có cái quy mô toàn cầu. Theo các chuyên gia ngành dệt may, để tận dụng cơ hội hưởng thuế 0%, ngay lúc này các doanh nghiệp dệt may phải cải thiện công nghệ sản xuất, nội địa hóa nguyên phụ liệu trong nước. Và nếu doanh nghiệp mà muốn phát triển bền vững thì phải tìm ra cho mình một cái hướng đi phát triển bền vững từ cái chiến lược xây dựng chuỗi liên kết hợp tác, xây dựng cái chuỗi công nghệ thiết bị hiện đại, xây dựng cái khả năng thời gian giao hàng nhanh, chất lượng ổn định. Đấy. Đặc biệt là khách hàng bây giờ người ta cho rằng là chất lượng là không đàm phán. Chất lượng họ đưa ra đòi hỏi là khắt khe, không có đàm phán đến cái điều khoản về chất lượng. Họ không chấp nhận chúng ta điều đó và chúng ta phải tuân thủ cái việc đó thì chúng ta mới có một cái sân chơi, có một sự sân chơi bền vững và ổn định trong cái dài hạn của chúng ta. Có lẽ là cái mà quan trọng nhất bây giờ là vấn đề phải nghiên cứu cái thiết kế để tìm ra cái nguồn nguyên liệu nào, tức là đấy là ngắn hạn đấy, để tìm nguồn nguyên liệu nào để có thể khai thác ở Việt Nam. Thì không phải tất cả các nguồn nguyên liệu, nguồn vải của Việt Nam đều không đáp ứng được. Vấn đề đây là đội ngũ thiết kế để tìm ra được cách sử dụng vải của Việt Nam. Nhưng còn nếu như cứ đi chạy theo các cái thiết kế của nước ngoài, sử dụng nguyên liệu của các nước nhập khẩu thì không bao giờ chúng ta tận dụng được cái thời cơ này. Thì ở đây các doanh nghiệp của chúng ta cũng chỉ cần lưu ý rằng đối với mỗi một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có một cái nhóm sản phẩm nó rất là cụ thể. Và thông thường là cái nhóm đó nó thể hiện thành cái bảng HS thì nó chỉ là một số các cái dòng hàng. Thì chúng ta chỉ quan tâm ở những cái dòng hàng đó thôi. Ví dụ với những dòng hàng đó thì vào cái thị trường ở cái FTA này nó được hưởng cái mức độ giảm thuế nó là bao nhiêu, phải đáp ứng cái quy tắc xuất xứ như thế nào, có thể phải chịu những cái biện pháp về mặt phòng vệ thương mại như thế nào. Cái thứ hai đó là có thể trong cái bối cảnh mà cái chủ nghĩa bảo hộ hiện nay cũng đang nổi lên rất là gay gắt, thì các cái việc mà các nước áp dụng các cái biện pháp về kỹ thuật hoặc là biện pháp về phòng vệ nó cũng rất là nhanh, thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng phải nắm bắt được các cái diễn biến như vậy. Các chuyên gia cho rằng để tận dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, cần sự đồng hành chung tay của doanh nghiệp, nhà nước và đặc biệt là cả người lao động để nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu chi phí, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chắc chắn là Bộ Công Thương và Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đến mức tối đa để tiếp tục là có những cái cải cách kể cả hành chính cũng như là thủ tục hành chính, rồi kể cả về thể chế để tiếp tục hoàn thiện về cái bộ máy quản lý của chúng ta, hoàn thiện về cái môi trường sản xuất kinh doanh của chúng ta theo hướng là đơn giản hóa và minh bạch hóa để tạo thuận lợi tối đa cho tất cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là những cái điều kiện cụ thể để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm, cắt giảm chi phí của doanh nghiệp, trong đó có cả những cái chi phí của logistics cần phải tiếp tục được xem xét để cắt bỏ và tháo gỡ và cắt bỏ để giảm bớt những cái chi phí đó để tạo thuận lợi hơn cho cái doanh nghiệp và cho sản phẩm chúng ta. Đến đây thì chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.